Xin chào các bạn, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và review về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến các bạn một cặp ngây chân nến và một cái lư hương ở giữa. Như các bạn đã nhìn thấy đây là một cặp ngây chân nến với chiều cao là 57, đế là 19x24, kích thước đế. Bát hương với chiều cao là 36, tính đến phần cao nhất và đường kính bát hương là 23cm. Bát hương thì được vuốt tay và được chạm trổ rất là tinh xảo với cái màu là màu nâu. Sản phẩm thì cũng có màu xanh ngọc rất là đẹp. Các bạn thể nhìn thấy chi tiết bát hương hình song long trồng nguyệt. Đây, hình bát hương toàn bộ đều được làm thủ công bằng tay và được làm tại Bát Tràng Việt Nam. Ở bên dưới cuối cùng thì chân nó là hình đài sen, các bạn thể nhìn thấy hình đài sen đấy. Hình dạng của bát hương các bạn có thể nhìn thấy ở trên cao có hai cái đường cao lên và hình ảnh hai dòng trâu xuống. Đây là hình ảnh ngây cây nến, ngây chân nến. Ở trên đỉnh thì có một cái tỏa ra như cái hoa sen để các bạn để chân nến lên bên trên. Ngây ở bên dưới đây, hình ảnh ngây được làm thủ công tại Bát Tràng. Cốt là cốt gốm sứ. Đây là phần cái đế rời của nó. Đây, các bạn có thể nhìn thấy bộ ba sản phẩm này. Nếu như quan tâm đến sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ ngay đến số điện thoại để đặt bên trên video hoặc truy cập vào website bát tràng.info để xem thêm nhiều hơn nữa những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Hình ảnh nghề được làm rất là chi tiết và tỉ mỉ. Cả một bộ như trong video các bạn nhìn thấy đây có giá là 6.500.000 đồng, 6.500.000. Một bộ gồm một cặp nghề và một lư hương đường kính 23. Đây, các bạn đã nhìn góc từ trên xuống nhìn tổng thể. Các bạn nếu thấy video này của mình hay và ý nghĩa thì hãy đăng ký kênh và tặng cho mình một like. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.